Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng 26 tháng 8, Ủy ban dân huyện Thủy Nguyên tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Cao Nhân, Chính Mỹ, Hợp Thành và Lại Xuân. Dự lễ khởi công của đồng chí Phạm Văn Thép, thành ủy viên, bí thư huyện ủy, huy, đồng chí Bùi Thế Hiệp, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, huy, phó chủ tịch hội đồng dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Viễn, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban dân huyện, đồng chí Uông Minh Nông, phó chủ tịch ủy ban dân huyện, lãnh đạo các ban ngành của huyện cùng đại diện lãnh đạo 4 xã Cao Nhân, Chính Mỹ, Hợp Thành và Lại Xuân. Năm 2022, ủy ban dân thành phố tiếp tục chỉ đạo đầu tư xây dựng 13 xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Thủy Nguyên, trong đó 8 xã triển khai mới và 5 xã chuyển tiếp từ năm 2021, gồm Kinh Giang, Thủy Đường, Hòa Bình, Liên Khê và Lưu Kiếm. Dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Cao Nhân năm 2022 có 7 tuyến đường với tổng chiều dài 6.330m, trong đó tuyến đường trục chính của xã dài 1.450m, 6 tuyến đường trục thôn dài 4.880m và một công trình xây dựng nhà đa năng trường trọ cơ sở với diện tích 465m2. Dự án có tổng mức đầu tư trên 117,9 tỷ đồng. Việc đầu tư xây dựng dự án có 522 hộ dân có đất nằm trong chỉ giới xây dựng các tuyến đường, thực hiện hiến đất với diện tích trên 14.600m2 và các công trình, vật kiến trúc. Dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã chính Mỹ năm 2022 có tổng số 7 tuyến đường với tổng chiều dài 6,8 km. Dự án có tổng mức đầu tư trên 128 tỷ đồng. Việc đầu tư xây dựng dự án có 409 hộ dân, trong đó có 286 hộ dân có đất thổ cư và các công trình vật kiến trúc trong chỉ giới giải phóng để làm đường và 123 hộ có diện tích đất nông nghiệp trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dọc các tuyến đường. Tại xã Hợp Thành, huyện ủy, huy, hội đồng nhân dân đã phê duyệt chủ trương và ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định đầu tư xây dựng 13 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, tổng chiều dài trên 6 km. Toàn bộ dự án có tổng mức đầu tư trên 129 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành công trình dự kiến vào ngày 21 tháng 6 năm 2023. Quá trình thực hiện các công trình sẽ có trên 550 hộ dân phải hiến đất với diện tích khoảng 13.650 m2 và vật kiến trúc để mở rộng đường. Tại xã Lệ Xuân, huyện ủy Hội đồng Nhân dân đã phê duyệt chủ trương và Ủy ban dân huyện đã ban hành quyết định đầu tư xây dựng 7 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, tổng chiều dài trên 7,2 km. Toàn bộ dự án có tổng mức đầu tư trên 128,7 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành công trình dự kiến ngày 21 tháng 6 năm 2023. Quá trình thực hiện công trình có khoảng 410 hộ dân phải hiến đất với diện tích trên 9.200m2 và vật kiến trúc để mở rộng đường. Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Thủy Quyên nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn mới kiểu mẫu tại bốn xã có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc từng bước xây dựng thành phố thủy nguyên do đó các đồng chí đề nghị ban quản lý dự án huyện thủy nguyên cần phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công đơn vị tư vấn giám sát khẩn trương thực hiện đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng an toàn giao thông vệ sinh môi trường hoàn thành theo đúng tiến độ Đảng ủy, chính quyền và đoàn thể các xã Cao Nhân, Chính Mỹ, Hợp Thành, Lại Xuân tích cực vào cuộc triển khai đến từng thôn, từng hộ, tuyên truyền cho người dân hiểu, đồng thuận hiến đất, bàn ra mặt bằng, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ chung của dự án. Với việc hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục trong thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các thiết chế văn hóa tại các địa phương, từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố Thủy Nguyên đây sẽ là những điều kiện cần và đủ để đảng bộ chính quyền và nhân dân các địa phương tiếp tục tức tốc bứt phá trở thành địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị kinh tế văn hóa xã hội là một trong những vùng đô thị quan trọng của thành phố thủy nguyên trong tương lai tại lễ khởi công các đồng chí lãnh đạo hội đồng nhân dân ủy ban dân huyện cùng đại diện các nhà thầu lãnh đạo các địa phương đã thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã cao nhân chính mỹ hợp thành và lại xuân trong niềm vui phấn khởi của cán bộ và nhân dân các địa phương